Right there, the MoMA. You see the MoMA? So we are walking to the MoMA Museum. Ok Quyền, mặc áo này lên đi. Vô art gallery mà mặc như vậy. Tháo cái túi ra, cầm cái túi nhìn đó để anh mình chụp hình đẹp hơn. Đó, vậy mới là coi triển lãm nè. À đẹp không? Đây. It match with your shirt. Who make your shirt by the way? Oh wow, it is Van Gogh. Cool. Oh wow. Sorry about Van Gogh. Mình đang ở MoMA Museum để thưởng thức tranh nghệ thuật và đặc biệt cái phòng tranh này là của Picasso. This one also Pablo Picasso. It is so vibrant in person. Peter Bloom. Trust who the artist. You know the name of the painting? I see only one water lily in the painting. John, I have something for you. I want that book. Ooh. Đang ở đâu vậy? Đang ở Korea Street Food. Okay, chuyến bay bị hủy, the flight is canceled. Yeah. Nghe hả? Wow, nghe nghe lén hả? Vui hay là buồn? Vui. Hả? Ở đây thêm 1 tháng nữa. Mẹ chưa mua vé. Mẹ chưa mua vé, ở đây thêm 1 tháng nữa. Giờ phải tốn tiền mua vé nữa đó. Ừ, mua vé về thôi, nhưng mà nghĩ là chắc 2 ngày về trước. Ai đứa đi qua? Ai đứa đi qua đi làm? Nó chạc ở đây. Lớp chia tay rồi ha.
Bye. What are you crying for? We're gonna see each other again. Huh? We'll see each other again. You can see the cat attack me again. We'll see each other again. And you start working out, okay? Yeah.